Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình thử làm một cái máy cuốn tôn. Bình thường á, nếu mà một hai cái á, thì mình sẽ cuốn bằng tay làm thủ công á các bạn. Và hôm nay số lượng tương đối là nó cũng nhiều, mấy chục cái, cho nên là mình phải làm một cái máy để mình cuốn. Và mình cũng chưa có từng làm, cho nên bây giờ mình làm thử. Mà nguyên tắc của mình á, là làm sao cho nó nhanh mà nó rẻ tiền, ai cũng có thể làm được nha các bạn ha. Rồi mời các bạn xem thử nha. Đầu tiên á, thì mình sẽ chọn cái loại ống để mà mình cuốn, để mình làm cái rulo của các bạn, để làm cái rulo thì mình sẽ chọn ống 34, tại vì mình có sẵn cái lông đền 34 mà cái lỗ 12, mình sẽ chọn cái ống 34 và làm cái cốt của nó bằng cây sắt đặc 12 ha các bạn. Thì cái lon uống của mình á, là nó kích thước nó khoảng 2 tấc. Thì ở đây mình cắt cái cây ống 34 nó dài tầm khoảng là 3 tấc rưỡi, tại vì mình để cho nó rộng rãi á, lúc khi mình làm cho nó dễ. Thì nguyên tắc của cái máy cuốn tôn này, theo mà mình tìm hiểu trên mạng, qua các cái hình ảnh đó, thì nó cũng đơn giản thôi, cho nên nó là chỉ cần có 3 cái trục, 2 trục cố định và 1 trục di chuyển thì mình có thể mình làm được rồi. À. Rồi các bạn chú ý cái này ha, bộ phận này các bạn nhìn thấy là nó có tác dụng làm cho cái trục ở giữa của mình nó tịnh tiến di chuyển lên xuống, mà cái nguyên tắc của nó là nó giống như là cái cốt đảo ê tô của mình đó các bạn, tăng giảm để đi lên đi xuống để ép miếng tôn cho nó dễ. Đây là cái máy cuốn tôn đơn giản mà mình vừa hoàn thiện thôi các bạn. Thì nó nguyên tắc của nó hoạt động cực kỳ đơn giản, nó có 3 cái rulo để lăn và 2 cái cố định hai bên và 1 cái rulo ở giữa là nó tịnh tiến di chuyển lên xuống để cho nó ép miếng tôn cong theo ý muốn của mình thôi các bạn. Nó có cần một cái tay quay để quay. Đây là mình làm nó đơn giản nhất có thể mà nó rẻ tiền. Các bạn có thể tận dụng tất cả những cái thứ gì mà mình có để mình làm, mà cái này mình làm cái này xong là cũng gần như là cũng không có tốn kém gì hết. Đây là mình làm, mình test thử cho các bạn coi nè.
Rồi các bạn chú ý ha, các bạn thấy hai cái mép tôn nó cuốn vô nó cong đều để làm cho cái khuôn mình nó tròn ha. Cái đó là lý do tại sao ngay từ đầu á, là mình đã gõ cho cái mép tôn nó cong. Để các bạn nhìn thấy nè, nếu mà mình không gò thì nó sẽ bị đơ, bị thẳng. Mà mình đó, mình để cho chúng tôi cho các bạn coi nè, nó không có tròn đều, làm cho mình cái sản phẩm mình nó xấu. Mà sửa lại rất là khó, ngay từ đầu mình làm thì nó sẽ dễ hơn các bạn. Làm xong rồi mình cuốn nó dễ mà nó nhanh nữa. Rồi vậy là xong một cái máy cuốn tôn đơn giản và rẻ tiền, nói chung là làm cũng thấy hiệu quả, cũng ok các bạn ha. Để đây là mình giới thiệu, mình sẵn mình làm rồi mình quay clip giới thiệu cho các bạn coi chơi thôi. Rồi chúc các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Bye bye và hẹn gặp lại.